Hey, chào mừng các bạn đã đến với một tập tiếp theo của channel của mình là Đạt và đây là iOS with Dario. Welcome. Hey guys, I hope you guys are doing great at home. Mình biết mùa này là mùa dịch cho nên kiểu rất nhiều chúng ta đang ở nhà và đang hạn chế ra đường. Mình cũng cố gắng hạn chế ra đường, cố gắng không đi cà phê quá nhiều nè, rồi tránh những chỗ đông người nè. Nên mình có phải ra ngoài thì mình cũng kiểu chọn những cái nơi khá là vắng người á, và kiểu mình chọn những cái bàn ít người ngồi. Dạ, nói chung là cũng phải để ý khá là nhiều thứ. Cho nên mấy bạn cố gắng giữ sức khỏe nha và cố gắng hạn chế ra đường nhiều nhất có thể. Tình hình dịch đang chuyển biến rất là phức tạp luôn. Dạ, và hôm nay mình ở nhà thì mình sẽ làm tiếp một cái clip cho mấy bạn để chúng ta đi vô cái mốt học hành nha. Chứ ở nhà nghỉ Tết hoài, kiểu tới mùng 50 mấy luôn rồi, kiểu rất là chán luôn á mọi người. Mình cũng rất là nhớ các bạn học sinh, cũng muốn đi dạy để gặp mấy bạn nhưng mà vẫn chưa có được gặp mọi người. Rồi để lấy lại tinh thần học tập dành cho các bạn, mình sẽ làm cái clip về Writing Task 1. Và đặc biệt mình sẽ làm về line graph, ok? Đây là một dạng số trong Writing Task 1. Và mình biết là Task 1 nó cũng khá là khoai đối với nhiều bạn á. Nói chung lại, trong Task 1 mình sẽ có hai dạng số. Thứ nhất gọi là Changes Over Time, nghĩa là số liệu nó thay đổi theo thời gian, ok? Còn một dạng tiếp theo sẽ là dạng Comparison Charts, là những cái biểu đồ mà mình phải so sánh sự lớn hơn và nhỏ hơn và gấp bao nhiêu lần, phần trăm, bla bla bla. Và okay, clip ngày hôm nay là một clip khá là ngắn gọn thôi. Mình chỉ các bạn 5 cấu trúc ngữ pháp thật là xịn cho Writing Task 1 mà dạng Line Graph, dạng số thay đổi theo thời gian, ok? Thật ra thì nó line graph nó cũng không đúng, tại vì á có khi cái số này nó được thể hiện bằng bar chart hoặc là bằng ngay cả pie chart cũng có luôn mấy bạn. Cho nên hôm nay mình sẽ các bạn 5 cấu trúc ngữ pháp để có thể you know làm thật xịn dạng này luôn. Rồi bây giờ mình sẽ không có nhiều thời gian để mình focus cả một cái bài writing task 1 cho mấy bạn. Cho nên mình sẽ chỉ các bạn 5 cấu trúc mà liên quan tới cái thân bài, ok? Đặc biệt là đoạn 3 và đoạn 4. Thì mấy bạn biết á, trong một cái bài task 1 thì nó luôn có 4 đoạn đúng không? Thường nó sẽ có 4 đoạn. Thứ nhất sẽ là đoạn giới thiệu cái graph, thứ hai sẽ là đoạn overview về xu hướng chung, còn đoạn 3, đoạn 4 sẽ là đoạn về chi tiết, ok? Và hai cái đoạn 3, 4 cũng rất là quan trọng luôn. Cho nên mình sẽ chỉ với bạn một số cái structure ngày hôm nay để bạn có thể report số liệu. Mà báo cáo số liệu không phải là dùng câu đơn mà là sẽ những cái cấu trúc mình đưa với bạn sẽ là những câu phức, ok? Tại vì câu phức được đánh giá rất là cao trong phần grammar. Tại vì bạn muốn được điểm cao grammar, đặc biệt là bên 7 á, thì bạn phải có đa dạng cấu trúc ngữ pháp và đặc biệt là phải biết dùng câu phức và câu ghép. Rồi mình sẽ nói sơ sơ về cái ngữ pháp nha. Nghĩa là mấy bạn trong cái dạng task 1 này, bạn phải nối những cái ý, chẳng hạn như là đầu tiên từ năm này đến năm này thì số liệu tăng bao nhiêu, rồi sau đó từ năm này tới năm này số liệu bắt đầu giảm xuống bao nhiêu, đúng không? Và nếu bạn viết theo kiểu đơn giản thì nó sẽ toàn là câu đơn thôi, như hồi nãy mình vừa nói á. Thì bây giờ bạn phải dùng một số cái cụm từ nối và một số cấu trúc ngữ pháp để nối hai cái ý lại, làm sao mà cho hai cái thông tin nó được nối lại với nhau bằng một cấu trúc phức. Thì như thế là cái điểm grammar của mình nó sẽ rất là xịn luôn. So, đến với cấu trúc đầu tiên, mình sẽ học cấu trúc là chủ ngữ vị ngữ, after which chủ ngữ vị ngữ, ok? Thì bây giờ chủ ngữ mình sẽ dùng chữ S và vị ngữ mình sẽ dùng chữ V cho nó dễ hiểu nha mấy bạn. Rồi mình thử lấy một cái ví dụ ha. Mình có thể lấy ví dụ là sản lượng laptop, là cái số lượng laptop được bán ra trong năm nay thì nó tăng từ A cho tới B. Sau đó thì mình sẽ là cái chữ after which. Thì mấy bạn không có cần phải hiểu rõ ngữ pháp, mấy bạn chỉ cần hiểu là after which là giống như cái chữ là sau đó thôi. After which thì mình có cái chủ ngữ vị ngữ nữa. Thì after which con số này nó giảm đến C ở năm tiếp theo đó. Thì thay vì mình viết hai câu đơn như vậy thì mình sẽ biến thành câu ghép. Cái này là câu phức mấy bạn. So, đầu tiên mình sẽ cho bạn ví dụ ha. For example, laptop sales increased significantly from 100k to 200k in 2010. After which this figure fell sharply to 50k in 2011. Đó, thì bạn thấy đây là cái cấu trúc khá là đơn giản đúng không? SV after which SV. Rồi bây giờ tới cụm tiếp theo là một cụm cũng rất là giống cái cụm after which, nhưng mình chỉ nghĩa là thông tin mình sẽ present nó tương tự theo thứ tự giống như after which, nhưng mình sẽ thay đổi cái cách mình diễn đạt chút xíu. Tại vì á, hồi nãy mình nói là sản lượng laptop bán ra tăng mạnh đến con số nào, sau đó nó bắt đầu giảm mạnh đến con số nào, đúng không? Thì bây giờ mình nói hơi khác xíu là sản lượng laptop bán ra tăng mạnh đến con số nào, và ngay từ thời điểm đó thì nó phải bắt đầu giảm mạnh đến con số nào. Yeah, thì nó hơi khác chút xíu thôi. Thì bây giờ cái ví dụ của mấy bạn nó sẽ là laptop sales
increased significantly to from 100k to 200k in 2010, at which point this figure started to fall sharply to 50k in 2011. Ok không? Cũng khá đơn giản đúng không? Cấu trúc số 3 đó là cấu trúc after SV, thì SV như là sau khi nó như thế nào thì nó như thế nào, thì nó cũng dễ hiểu đúng không mấy bạn? Thì cùng một cái ý vừa rồi mình sẽ nói là sao? Sau khi laptop sales tăng mạnh đến con số nào thì laptop sales bắt đầu giảm mạnh đến con số nào? Right? It's easy. So after laptop sales increased significantly from 100k to 200k in 2010, this figure fell sharply to 50k in 2011. Vậy là mình đã xong 3 cấu trúc rồi đúng không các bạn? Cũng dễ hiểu. Và bây giờ tới cấu trúc thứ 4 và cũng là cấu trúc thứ 5 luôn. Nó rất là xịn luôn các bạn. Nghĩa là hai cái này là hai cái biến thể của cùng một cấu trúc á. Nghĩa là một cái sẽ là đầy đủ, một cái sẽ là cấu trúc rút gọn. Nhưng mà vế thứ nhất sẽ là mệnh đề, mình có SV. Nhưng vế thứ hai nó sẽ không phải là mệnh đề nữa, mà nó sẽ là một cái cụm danh từ. Rồi thì bây giờ cấu trúc 4 và 5 này nó sẽ là cấu trúc SV, sau đó followed by một cái danh từ. Bạn hiểu không? Hoặc là mình có thể nói là SV and this was followed by danh từ. Thì cái này mình dịch như thế nào nhỉ? Chẳng hạn như là sản lượng laptop tăng mạnh đến con số nào, và tiếp theo đó followed by á, và tiếp theo đó là một cái sự giảm mạnh đến con số nào đó. Thì bây giờ để minh họa cho bạn, mình sẽ đưa cái ví dụ đó. Thì bạn để ý là hồi nãy mình có cái động từ là fall sharply, mà mình chia cột 2 nó sẽ là fell sharply đúng không? Thì bây giờ biến nó thành một cụm danh từ thì mình phải biến cái trạng từ đó thành tính từ bổ nguyên cho danh từ, right? Thì nó phải là a sharp fall, right? Thì bây giờ cho ví dụ ha. So ví dụ thứ nhất sẽ là laptop sales increased significantly from 100k to 200k in 2010, and this was followed by a sharp fall to 50k in 2011. Hoặc là mình nói ngắn gọn lại, gì đó phải followed by a sharp fall to 50k in 2011. That's it. Alright, và mình đã xong 5 cấu trúc là xịn cho writing test 1 dạng line graph luôn các bạn ha. So khi bạn viết á, thì mình nhớ là cố gắng tránh câu đơn, và nghĩa là thỉnh thoảng mình chêm câu đơn vô cũng được, nhưng mà mình nên nối hai cái ý với nhau, hai cái thông tin kế nhau á, bằng những cái cấu trúc mà mình vừa giới thiệu cho các bạn, 5 cấu trúc đó. Thì mấy bạn cố gắng là khi viết mình sẽ thay phiên nhau, nghĩa là hai câu kế nhau thì hai cấu trúc nó phải khác nhau. Mình make sure như thế là nó sẽ make sure cái việc là đa dạng về cấu trúc câu và cấu trúc ngữ pháp. Ok, thì mấy bạn cố gắng tập viết cho nhiều để cho quen nha. Alright, nếu mà bạn thích clip của mình thì làm ơn cho xin một comment và một like, và nhớ nhấn nút subscribe. Hoặc các bạn cũng có thể vào group thầy đạt IELTS để đặt câu hỏi này. Hoặc nếu mấy bạn đang quan tâm khóa học của mình thì có thể tham khảo link tại đây. Alright, chúc mấy bạn có động lực để tự học IELTS trong mùa dịch này khi mình đang ở nhà, và cố gắng dùng cái thời gian rảnh này để làm cái gì đó thật là có ích cho bản thân mình, để có thể improve yourself, okay, improve your English. Nhớ nha mấy bạn. Yeah, that's pretty much it for this video, and I'll see you guys in the next video, okay? Take care, bye bye.